Thưa quý vị, sáng nay 3 tháng 3, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về tiến độ dự án khu đô thị Tây Nam thành phố Bà Rịa. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa. Dự án khu đô thị Tây Nam thành phố Bà Rịa được quy hoạch với quy mô 1.795 ha, dân số dự kiến 45.000 người, nằm trên địa phận các phường Kim Dinh, Long Hương và phường Phước Trung. Tính chất của dự án là đô thị sinh thái cao cấp, hiện đại, thân thiện với môi trường, hạ tầng kỹ thuật xã hội và nhà ở đồng bộ theo tiêu chí đô thị thông minh bền vững. Dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, thuộc danh mục dự án trọng điểm khởi công trong giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 7. Tại cuộc họp báo cáo tiến độ dự án, Sở Xây dựng đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét lựa chọn nhà đầu tư dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, giao Sở Tài nguyên Môi trường là cơ quan chủ trì rà soát nghiên cứu các quy định hiện hành để xây dựng lộ trình tổng thể triển khai dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Khánh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục đôn đốc các cơ quan đơn vị liên quan nhanh chóng rà soát lại tất cả thủ tục văn bản theo đúng quy định pháp luật để báo cáo tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét.